Trần Nhật Phong mến chào tất cả khán thính giả ở khắp nơi trong chương trình tin tổng hợp buổi sáng, và bây giờ là 6 giờ 30 giờ California, tức là 8 giờ 30 giờ Houston, Texas. Trước hết cảm ơn tất cả bạn bè khán giả ở khắp nơi đã chọn channel của Phong để theo dõi các bản tin hàng ngày, các bài nói chuyện, phân tích, đối chiếu, so sánh trên tinh thần chủ quan của Phong, cũng như là phần thảo luận của tất cả chúng ta sau mỗi một bản tin. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Và như thường lệ, nhanh chóng chúng ta vẫn đi vào phần tin tức trước rồi mới bước qua phần đọc comment và thảo luận sau. Đầu tiên hết là bản tin quốc tế. Pakistan đã gửi giới chức của họ tới Kabul để đối thoại với lại chính quyền Taliban tại đây trong cuộc tấn công tự sát vào tháng 3 vừa qua. Bản tin mới nhất từ ở Islamabad cho biết thì Pakistan đã gửi một viên chức tới Kabul để chia sẻ về cuộc điều tra của họ trong cuộc đánh bom tự sát vào tháng 3, khiến cho 5 công dân Trung Quốc đã bị thiệt mạng và một tài xế Pakistan cũng đã bị thiệt mạng. Và trong đó, họ đối thoại với chính quyền Taliban tại Afghanistan theo tường trình của Bộ Ngoại giao đưa ra. Và Pakistan cho biết cuộc tấn công này đã dự tính từ Afghanistan và những kẻ đánh bom này là công dân của Afghanistan, và cáo buộc rằng chính quyền Taliban tại đây cần phải chịu trách nhiệm cho cuộc tấn công. Trong khi đó thì chính quyền của Taliban đã bác bỏ rằng họ không có liên hệ gì tới cuộc tấn công này. Trong bản statement đưa ra thì Khurram Aga được xem là một trong viên chức hàng đầu trong cuộc điều tra mật vụ của Islamabad đã chia sẻ về những gì phát hiện được của họ đối với lại người đứng đầu thứ trưởng đặc trách về Bộ Nội vụ của Afghanistan là Muhammad Nabi Omari, và nói rằng ông đã bay tới đây và kêu gọi về thủ tướng tại đây là theo cái lệnh của thủ tướng của Pakistan là ông Shehba Sharif. Đây được xem là một trong những cuộc đối thoại đầu tiên mà Pakistan muốn thảo luận với chính quyền Taliban sau khi có cuộc tấn công được xem là chết người vào tháng 3, khiến cho một tài xế của Pakistan và 5 công dân Trung Quốc đã bị thiệt mạng. Đó là bản tin liên quan tới tình hình quốc tế ngày hôm nay. Và cũng liên quan tới tình hình quốc tế ngày hôm nay, Ngoại trưởng của Hungary đã đến gặp gỡ với lại giới chức lãnh đạo của Belarus, một đồng minh của ông Putin. Bản tin mới nhất cho biết viên chức hàng đầu ngoại giao của Hungary đã viếng thăm Belarus vào ngày thứ Tư, trong đó các cuộc đối thoại về mối quan hệ giữa các quốc gia của Âu Châu trong việc mà có lệnh cấm vận nhắm vào quốc gia này. Ngoại trưởng của Hungary là ông Peter Szijjarto tuyên bố là vị trí chúng tôi rất rõ ràng, giảm đi lệnh cấm vận và có thêm sự hợp tác. Liên hiệp Âu Châu đã bắt đầu có những cái hành động cấm vận nhắm vào Belarus trong việc mà họ đã có cuộc bầu cử được xem là bất công và thiếu công bằng năm 2020, dẫn tới chiến thắng của ông Alexander Lukashenko, và trong đó bao gồm luôn việc mà ông Lukashenko đã là trở thành đồng minh của Nga và cho phép Nga sử dụng lãnh thổ của Belarus để mở cuộc tấn công vào Ukraine vào ngày 24 tây tháng 2 năm 2022. Và trong lúc tuyên bố là lệnh cấm vận trừng phạt vốn không hữu hiệu, Szijjarto đã lên tiếng cho biết như trên. Tuy nhiên, Hungary vẫn tiếp tục gia tăng hợp tác kinh tế với Belarus và không có ảnh hưởng tới lệnh cấm vận. Chúng tôi cung cấp sự ủng hộ và phát triển về hợp tác, và chúng tôi sẽ đối thoại và mở rộng, và chúng tôi không che giấu bất kỳ một điều gì. Belarus và Hungary cho biết là họ đã ký một thỏa thuận hợp tác trong vấn đề về năng lượng nguyên tử, và trong đó sẽ huấn luyện cho đôi bên và có thể thúc đẩy cái lò phản ứng nguyên tử tại Hungary. Hungary vẫn đang làm việc với Nga trong một cái lò phản ứng nguyên tử được xem là để cung cấp nguồn điện cho quốc gia này. Đây được xem là chuyến đi khá quan trọng giữa lúc mà Âu Châu đang dự tính là tăng cường lệnh cấm vận với Nga và trừng phạt đối với Belarus, mà Hungary lại là một quốc gia nằm trong Liên hiệp Âu Châu. Đó là bản tin liên quan tới tình hình quốc tế ngày hôm nay. Và cũng liên quan tới tình hình quốc tế ngày hôm nay, NATO đã hoàn tất cuộc tập trận lớn nhất từ trước tới nay trong vài thập niên qua. Bản tin mới nhất cho biết thì các lực lượng quân sự trong Liên minh NATO trong ngày thứ sáu đã bắt đầu thực hiện một cuộc tập trận kéo dài 4 tháng, và họ gọi đây là Steadfast Defender năm 2024, được xem là cuộc tập trận bắn đạn thật lớn nhất kể từ vài thập niên qua. Tổng cộng là có trên 90.000 binh sĩ của 50 tàu chiến và 80 chiếc chiến đấu cơ, cùng với lại hàng trăm những cái sự hỗ trợ khác, và trên 1.100 chiếc thiết giáp và xe tăng từ 32 quốc gia trong Liên minh NATO đã tham dự vào cuộc tập trận này, một thông cáo báo chí của NATO đưa ra. Và Steadfast Defender được xem là để phô trương sức mạnh của các quốc gia trong Liên minh NATO, trong đó đang đối diện với cuộc chiến của Nga tại Ukraine, và gần như là mang tính chất kềm chế rất lớn đối với Nga kể từ khi chấm dứt thời chiến tranh lạnh. Và cuộc tập trận này
là gia tăng cái sự hỗ trợ của các quốc gia trong Liên minh NATO và Âu Châu cũng như là những quốc gia nằm ở vùng Bắc Mỹ. Đó là cả lời phát biểu của các lãnh đạo của NATO gồm có các chỉ huy của Âu Châu cũng như các chỉ huy của phía Bắc Mỹ đã đưa ra. Đây là cuộc tập trận lớn nhất và chúng tôi sẽ bảo vệ cho tất cả từng lãnh thổ của NATO. Đó là một trong những cái bản tin mới nhất liên quan tới tình hình của quốc tế ngày hôm nay. Và cũng liên quan tới tình hình quốc tế ngày hôm nay, lãnh đạo NATO thúc đẩy đồng minh là cam kết một cái cuộc hỗ trợ lâu dài cho Ukraine trong cuộc chiến đối đầu với Nga. Ông Jens Stoltenberg là tổng thư ký của Liên minh NATO đã yêu cầu các quốc gia đồng minh là sẽ phải có lời cam kết lâu dài hỗ trợ cho Ukraine và không nên gia tăng tất cả những cái hành động gây căng thẳng để hỗ trợ cho vài năm tới. Ông Stoltenberg đã đưa ra giá trị của đồng minh, trong đó gồm có ít nhất trong 2 năm qua họ đã chi ra 80 tỷ euro, tức là 87 tỷ Mỹ Kim, và trung bình cái mức trung bình là 40 tỷ euro mỗi một năm. Và ông mong muốn rằng các quốc gia trong liên minh của NATO sẽ cam kết quản trị điều này mức tối thiểu là 40 tỷ Mỹ Kim, theo tường trình của hãng thông tấn Đức DPA cho biết như trên. Và trong mùa xuân vừa qua, thì ông Stoltenberg đã đề nghị là liên minh cần phải cung cấp 100 tỷ euro trong vòng 5 năm tới, và trung bình là một năm 20 tỷ euro thông qua NATO và hỗ trợ cho kê phía của Ukraine cũng như là phối hợp cho tất cả các cấu trúc của Liên minh NATO. Và trong bản kế hoạch này gần như là ông mong muốn rằng sẽ có một cái sự hỗ trợ lâu dài cho phía của Ukraine trong lúc mà Ukraine đang đối đầu với cuộc chiến của Nga. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của quốc tế ngày hôm nay. Và cũng liên quan tới tình hình quốc tế ngày hôm nay, Bộ trưởng Quốc phòng của Đức đã có mặt tại Moldova để ủng hộ cho cái quốc gia này chống lại sự tham gọi là xen vào và gây ảnh hưởng từ phía của Nga. Bản tin mới nhất cho biết Bộ trưởng Quốc phòng của Đức là Boris Pistorius đã viếng thăm Moldova vào ngày thứ Sáu, trong đó gần như là đang đối diện với việc Nga xâm lăng của quốc gia láng giềng là Ukraine và đang có gây ảnh hưởng tại quốc gia này. Ông đã nhận được sự đón chào bằng cái nghi lễ quân sự tại Moldova và cùng với lại đối tác của ông là Bộ trưởng Quốc phòng Anatoly Nostafi ở tại thủ đô Chisinau vào ngày thứ Sáu. Và sau cái lễ đón tiếp này thì ông Pistorius dự tính là sẽ viếng thăm một số những trại đóng quân của Đức đã có mặt tại đây, cũng như viếng thăm một số những dự án về kinh tế mà Đức đang phát triển tại Moldova. Và ông Pistorius cho biết đây là một trong những chuyến đi mà trong đó cho thấy là Đức sẵn sàng đứng về phía các quốc gia được xem là có thái độ thân Tây Phương. Và chính quyền thân Tây Phương của Moldova và tổng thống có tên là Maia Sandu đã thúc đẩy việc mà gọi là hợp tác với các quốc gia trong Liên hiệp Âu Châu. Và quốc gia này được xem là một trong những ứng cử viên gia nhập vào Liên hiệp Âu Châu trong vòng 2 năm tới. Và cùng một lượt thì Nga cũng đang tìm cách gây ảnh hưởng trên nền kinh tế của quốc gia này, vốn là một quốc gia nghèo khó nằm trong cựu Liên bang Xô Viết trước đây, có khoảng 2.5 triệu người. Và lực lượng của Nga trước đây đã từng trú đóng ở tại khu vực của Moldova từ thập niên 1990. Và hiện nay thì chính quyền của quốc gia này được xem là một chính quyền thân Tây Phương. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của quốc tế ngày hôm nay. Và cũng liên quan tới tình hình quốc tế ngày hôm nay, Điện Kremlin lên tiếng và nói rằng họ hậu thuẫn cho một bản kế hoạch của Trung Quốc trong việc mà gọi là vì Trung Quốc đã không từ chối, không tham gia vào cái hội nghị thượng đỉnh về hòa bình cho Ukraine. Bản tin mới nhất cho biết từ Moscow thì Điện Kremlin nói rằng Moscow ủng hộ cho việc Trung Quốc đã từ chối không tham gia vào cái hội nghị thượng đỉnh về hòa bình cho Ukraine vào tháng tới diễn ra tại Thụy Sĩ, bởi vì cuộc hội nghị thượng đỉnh này đã không có ý nghĩa khi không có sự tham dự của Nga. Cuộc đối thoại này đã được đưa ra sáng kiến bởi ông Tổng thống Zelensky, người mà ông Putin đã nói rằng không nên có sự có mặt của ông Zelensky tại đây. Và Thụy Sĩ không phải là một quốc gia được xem là trước đây là một quốc gia trung lập. Tuy nhiên bây giờ thì dường như họ nghiêng về phía Tây Phương. Họ đã không chính thức mời Nga tham dự vào trong cái cuộc hội nghị thượng đỉnh về hòa bình này. Mà trong đó thì Nga đã gửi hàng ngàn binh sĩ của họ tới Ukraine để xâm lăng từ năm 2022. Và họ gọi đây là một chiến dịch quân sự đặc biệt mà Kiev và Tây Phương nói rằng đây là một cuộc chiến bất hợp pháp. Trung Quốc xác nhận rằng họ sẽ không có mặt trong cái hội nghị thượng đỉnh diễn ra tại Thụy Sĩ, và trong đó nguồn tin được biết nói với hãng thông tấn Reuters vào ngày thứ Năm, phát ngôn viên Điện Kremlin là ông Dmitry Peskov nói với các thông tấn viên là quyết định của Trung Quốc cho thấy là Bắc Kinh hiểu được những gì xảy ra và việc mà thảo luận về hòa bình mà không có sự hiện diện của Nga là điều là một trò hề, và Trung Quốc đã nói ra rất rõ ràng. Điều này cho thấy là cái vị trí của Nga, ông Peskov đã cho biết như trên. Đây được xem là một hội nghị thượng đỉnh do phía của Thụy Sĩ tổ chức. Tuy nhiên, hai trong số hai quốc gia tham gia vào cuộc chiến này là Ukraine và Nga, thì Nga lại không được mời trong cái hội nghị thượng đỉnh này. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Âu Châu ngày hôm nay.
Và cũng liên quan tới Nga, ngày hôm nay một tòa án tại Nga đã gia hạn thêm việc giam giữ đối với một ký giả của Hoa Kỳ. Một tòa án của Nga trong ngày thứ Sáu ra lệnh là sẽ giam giữ thêm một ký giả của Hoa Kỳ được xem là gốc Nga, vốn sẽ bị giam giữ cho tới ngày 5 tây tháng 8 và đang có cuộc điều tra và phiên tòa. Đây là một bước mới nhất mà Điện Kremlin đã dập tắt tiếng nói đối lập và những quyền tự do ngôn luận. Asu Kumaseva được xem là tổng biên tập của một cây đài radio do chính phủ Hoa Kỳ cung cấp, gọi là Radio Free Europe, hay còn gọi là Radio Liberty Tatarbashkia, đã bị bắt vào sở câu lưu vào ngày 18 tây tháng 10 và bị truy tố tội đã không có ghi danh làm việc với tính cách là làm việc cho một công ty và một chính phủ nước ngoài, khi mà thu lượm thông tin với lại lực lượng quân sự của Nga. Và sau đó bà này đã bị cáo buộc các tội là tung ra những cái tin giả về chiến dịch quân sự của Nga. Và tòa án ở Tatarstan trong ngày thứ Sáu đã ra lệnh là sẽ giam giữ bà này cho tới ngày 5 tây tháng 8 sắp tới đây. Và trong đó thì phía Nga cho biết là họ sẽ truy tố bà này nhiều tội danh. Bà này vốn là một công dân Hoa Kỳ, tuy nhiên có gốc Nga và sinh sống tại Praha cùng với chồng của bà và hai đứa con gái, có thể đối diện với 10 năm tù nếu bị kết tội theo tường trình của Đài Âu Châu Tự Do. Và chính quyền của Nga đã có hành động dập tắt tất cả những tiếng nói đối lập, trong đó bao gồm luôn một số những ký giả độc lập, sau khi mà ông Vladimir Putin gửi quân tới Ukraine từ tháng 2 năm 2022. Và bà Kumaseva được xem là một trong những ký giả thứ hai của Hoa Kỳ đã bị bắt giữ tại Nga. Vào năm ngoái thì một ký giả của tờ Wall Street Journal là Ivan Gershkovich cũng đã bị bắt giữ và bị truy tố tội làm gián điệp vào tháng 3. Ông Gershkovich và cái công ty của Wall Street Journal đã bác bỏ tất cả những cáo trạng này, và chính phủ Hoa Kỳ xem đây là sự bắt giữ một cách sai lạc, và ông đã ở một năm trong sở câu lưu. Đây được xem là một trong những cái quyết định mới của tòa án Nga đưa ra ngay sau khi mà đã có cái quyết định liên quan tới việc mà xét xử những ký giả này. Và đây là hành động trả đũa của Nga nhắm vào giới truyền thông Tây Phương. Đó là bản tin liên quan tới tình hình quốc tế ngày hôm nay. Và cũng liên quan tới tình hình của quốc tế ngày hôm nay, cộng đồng quốc tế đã bắt đầu có phản ứng trong việc mà bản định tội đối với cựu Tổng thống Donald Trump vào ngày hôm qua. Bản tin mới nhất cho biết thì sau khi mà có bản án định tội và 34 tội danh đối với cựu Tổng thống Hoa Kỳ và là ứng cử viên số 1 của Đảng Cộng Hòa ra tranh cử năm 2004, một số người đã bắt đầu có phản ứng. Đầu tiên hết là phát ngôn viên của Điện Kremlin là Dmitry Peskov cho biết là nếu mà chúng ta nói về Donald Trump thì việc này là chuyện đương nhiên, khi mà bức hại tất cả những đối thủ chính trị bằng mọi cách khác nhau, hợp pháp hay không hợp pháp, thì chuyện này là chuyện đương nhiên xảy ra. Đây là lời phát biểu của Dmitry Peskov, phát ngôn viên của Điện Kremlin, tức là từ phía của Nga. Trong khi đó thì Thủ tướng Hungary là ông Viktor Orbán đã bỏ trên trang Platform X: "Tôi biết Tổng thống Trump là một người đàn ông rất vinh dự, và Tổng thống Trump, người luôn đặt đất nước Hoa Kỳ lên trên hết, là một chỉ huy đã được tôn trọng bởi rất nhiều quốc gia trên thế giới và luôn tôn trọng sự xây dựng hòa bình, và người dân sẽ thực hiện cái bản án này vào tháng 11 và kiếp tiếp tục tranh đấu, thưa ngài Tổng thống." Đây là lời phát biểu ủng hộ của ông Viktor Orbán đã đưa ra. Trong khi đó thì đảng đối lập ở tại Anh, lãnh đạo có tên là Ken Starmer nói rằng đầu tiên hết chúng tôi tôn trọng cái quyết định của tòa án, tuy nhiên thì tòa án này vẫn còn có một cái đơn kháng án và chúng ta phải tôn trọng cái tiến trình của cái đơn kháng án này, và chúng tôi không có nghi ngờ điều đó. Trong khi đó thì người lãnh đạo khác trong cái chiến dịch tranh cử tại chiến dịch vận động cho Anh rời khỏi Liên hiệp Âu Châu có tên là Nigel Farage đã lên tiếng và nói rằng đây là một điều đáng xấu hổ cho Hoa Kỳ và Trump sẽ chiến thắng rất lớn sau cuộc bầu cử này. Trong khi đó thì phó thủ tướng của Ý là Matteo Salvini được xem là lãnh đạo của một cái đảng có tên gọi là League Party cho biết là hoàn toàn ủng hộ mạnh mẽ cho cựu tổng thống Donald Trump, nạn nhân của một cái hệ thống sách nhiễu về pháp lý và có những cái động cơ về chính trị. Tại nước Ý, chúng tôi đã nhìn thấy những điều tương tự như vậy khi mà có cái tình trạng vũ khí hóa trong bộ tư pháp từ phía cực tả, và điều này cho thấy rằng họ đang tìm cách loại bỏ tất cả những nhà đối lập chính trị thông qua cái hệ thống pháp lý của họ. Tôi hy vọng ông Trump sẽ chiến thắng và điều này bảo đảm cho sự quân bình, và chúng ta phải thấy rõ được cái tình hình trên thế giới.
Trong khi đó thì Yoshimasa Hasaji được xem là người đứng đầu trong nội các của Nhật Bản lên tiếng nói rằng là chúng tôi không có cái quyền phát biểu về cái hệ thống tư pháp của quốc gia khác. Chính quyền của Nhật Bản không có vị trí phát biểu về cái quyền tư pháp của mỗi quốc gia, đặc biệt là ảnh hưởng tới cuộc bầu cử tổng thống tại Hoa Kỳ. Tuy nhiên, chúng tôi rất quan sát cẩn thận những biến chuyển này và tiếp tục nhận thêm những cái tin tức. Trong khi đó thì một số những người khác đã lên tiếng và nói rằng trong vai trò là bộ trưởng nội các của chính phủ và từ lâu nay chúng tôi đã nhìn thấy được và tôi cảm thấy rằng đây là một trong những cái điều mà chúng tôi không thể nói được. Tuy nhiên thì chúng tôi vẫn mong là cái đơn kháng án của ông Trump sẽ thành công. Đó là lời phát biểu của Mainstream, người đang làm việc trong vai trò gọi là nằm trong chính phủ của anh đã đưa ra. Đây được xem là một trong những phản ứng mới nhất của cộng đồng quốc tế đã đưa ra. Bên cạnh đó thì cái tên của ông Trump sau khi bị kết tội đã trở thành một cái trend lớn nhất tại Trung Quốc. Bản tin mới nhất cho biết thì cái tên của ông Trump đã trở thành một cái trend gây sóng ở tại Trung Quốc và trong đó cựu tổng thống Hoa Kỳ đã trở thành người đầu tiên trong lịch sử đã bị kết trọng tội và trên trang của Weibo trong vài tháng qua thì cái hệ thống tuyên truyền của Cộng sản Trung Quốc đã tìm cách gọi là định hướng về cái bản án của ông Trump và ngay sau đó thì đã có một số những lời ca ngợi của những tên được xem là dư luận viên của Trung Quốc trên trang Weibo được xem là một trang platform X của Trung Quốc gần như là đã có được 120 triệu view chỉ trong một buổi chiều sau khi cái tin tức của ông Trump đã đưa lên và bây giờ họ bắt đầu kích động tất cả những cuộc bạo loạn tại Hoa Kỳ với những lời ngôn ngữ rằng là Trump supporter tức là những người ủng hộ cho ông Trump phải nhanh chóng tổng huy động và chiếm lấy tòa thủ đô. Đây là một trong những lời kích động mà đã được đưa ra bởi hãng thông tấn Tân Hoa Xã và trong đó là Trump sẽ không phải chiến đấu một mình và Trump còn có rất nhiều những kẻ trung thành và những kẻ trung thành này sẽ nổi loạn. Đó là lời phát biểu của một số những cư dân mạng ở trên khu vực của Trung Quốc và gần như là cái tên của Donald Trump đã chiếm hàng đầu trong tất cả những cái bình luận trên mạng xã hội Weibo và mạng xã hội Baidu. Đây được xem là một trong những lời đả kích và kích động trong cái việc gọi là kích động một cái cuộc bạo loạn tại Hoa Kỳ khi mà Trung Quốc thấy rằng ông Trump đã bị kết tội. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của quốc tế ngày hôm nay. Và liên quan tới tình hình của Trung Đông ngày hôm nay, Do Thái yêu cầu trả tự do cho con tin để quay trở lại cái hiệp ước ngừng bắn, theo một viên chức an ninh đã cho biết như trên. Phía Do Thái sẽ không đồng ý ngừng lại tất cả các cuộc giao tranh tại dải Gaza và nó là không phải là một phần trong thỏa thuận mà trao trả con tin. Một viên chức cao cấp của Do Thái đã đưa ra lời tuyên bố vào ngày thứ Sáu. Lời phát biểu này được đưa ra giữa lúc mà Hamas tuyên bố rằng họ sẵn sàng đạt được thỏa thuận bao gồm luôn việc trao đổi con tin với lại những tù nhân Palestine nếu như mà phía Do Thái chấm dứt lại cuộc chiến tại dải Gaza và không có sự thật, không có ngưng lại cuộc chiến này với bất kỳ lý do nào. Gaza là một phần trong cái việc mà không phải là một phần trong cái việc mà trao đổi con tin. Một viên chức của Do Thái đã cho biết với hãng thông tấn Reuters, bất kỳ một cái hiệp định ước ngừng bắn nào đều phải có một cái khung làm việc và việc khung làm việc này nó không bao gồm việc ngừng bắn ở tại dải Gaza. Đó là lời khẳng định của phía Do Thái đã đưa ra. Cùng một lượt thì lực lượng IDF của Do Thái cho biết họ đã bắn rơi một cái hỏa tiễn đạn đạo nhắm vào lãnh thổ của họ từ ở phía đông. Bản tin mới nhất từ phía Do Thái cho biết thì lực lượng IDF trong ngày thứ năm xác nhận rằng họ đã bắn chặn được một cái hỏa tiễn đạn đạo bắn từ phía đông và trong đó dường như là bị bắn rơi trên đồi Golan Heights. Trước đó các bản báo cáo cho biết thì hỏa tiễn đã được bắn ra từ lãnh thổ của Iraq. Tuy nhiên vẫn chưa có nhóm nào lên tiếng nhận trách nhiệm cho vụ này, mặc dù rằng là có một nhóm do Iran hỗ trợ là hoạt động tại Iraq có tên gọi là Islamic Resistance, là một nhóm được xem là chịu trách nhiệm cho hàng chục vụ tấn công kể từ ngày 7 tây tháng 10 nhắm vào các vị trí quân sự của Hoa Kỳ tại đây, và ít nhất đã có hai cái drone suicide tức là hai cái drone tự sát đã bị ngăn chặn trong lúc mà họ tấn công vào tối ngày thứ hai. Thêm vào đó thì lực lượng IDF cho biết dàn Iron Dome của họ đã thành công ngăn chặn rất nhiều những mục tiêu bị nghi ngờ nhắm vào mục tiêu của họ theo tường trình của phía Do Thái đưa ra, và tất cả những cuộc tấn công này đến từ phía bắc của Do Thái tức là nằm gần khu vực của Syria và Iraq nơi được xem là có cái đồi Golan Heights mà Do Thái kiểm soát cũng như là phía nam của Lebanon. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của quốc tế ngày hôm nay. Và cũng liên quan tới tình hình quốc tế ngày hôm nay, Bắc Hàn cho biết họ bắn thử 18 cái hỏa tiễn là một lời cảnh cáo cho phía Nam Hàn. Bản tin mới nhất cho biết thì Bắc Hàn trong ngày thứ Sáu nói rằng họ đã bắn thử 18 cái hỏa tiễn đạn đạo tầm ngắn trong lúc mà tập trận và là một cái cảnh báo cho phía Nam Hàn mà họ mô tả là thành phần băng đảng tức là gangster, nếu cần thiết là họ sẵn sàng tấn công.
Chủ tịch của nhà nước Cộng sản Bắc Hàn là ông Kim Jong-un đã hướng dẫn cái cuộc tập trận bắn thật này ở trong một cái cuộc tập trận mà hàng loạt tất cả những cái bệ phóng đã diễn ra vào ngày thứ năm với lại loại đạn gọi là 600 ly, được xem là super large, tức là loại đạn rất là lớn, đạn pháo kích này. Và trong đó bản tin của hãng KCNA cho biết như trên, phía Nam Hàn nói rằng họ đã ít nhất là thấy được 10 cái hỏa tiễn đạn đạo bay từ cái phía của Bắc Hàn ra bờ biển phía đông, và nói rằng đây là một trong những cái hỏa tiễn có thể đã được mua và có thể bao gồm luôn những hỏa tiễn đã mua từ phía của Nga. Nga và Bắc Hàn đã bác bỏ tất cả những cái thỏa thuận về buôn bán vũ khí vi phạm vào lệnh cấm vận của Liên Hợp Quốc với Bình Nhưỡng. Tuy nhiên, cam kết sẽ hoạt động và sẽ hợp tác sâu đậm hơn trong tất cả các lĩnh vực, bao gồm luôn cả lĩnh vực quân sự. Và việc bắn thử này được xem là các cái kỹ thuật bắn hỏa tiễn đạn đạo xuyên quốc gia, và trong đó diễn ra sau khi mà Bắc Hàn đã có một cái bắn cái vệ tinh gián điệp lần thứ hai lên không gian vũ trụ bị thất bại, và trong đó gần như đang có những hành động tăng cường cái sự căng thẳng tại bán đảo của Đại Hàn. Và KCNA cho biết là các cái đơn vị pháo kích của họ đã thành công bắn trúng mục tiêu ở khoảng cách là 365 km, tức là 230 dặm, nơi mà ông Kim đã chính thức là người đã điều khiển và giám sát tất cả cuộc bắn thử này. Đây được xem là một trong những cái lời đe dọa của Bắc Hàn, và 18 cái hỏa tiễn này được xem là một cái thông điệp cảnh cáo gửi tới cho phía của Nam Hàn. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của quốc tế ngày hôm nay. Và cũng liên quan tới tình hình quốc tế ngày hôm nay, Hoa Kỳ đã trì hoãn việc xuất cảng các cái chip AI cho tới Trung Đông bởi công ty Nvidia và AMD sau khi lo ngại rằng Trung Quốc có thể xâm nhập vào các cái dữ liệu và lấy đi tất cả những cái kỹ thuật này. Bản tin mới nhất cho biết thì các viên chức Hoa Kỳ đã làm chậm lại việc cung cấp môn bài cho các công ty sản xuất chip điện tử là Nvidia và Advanced Micro Device, trong đó đặc trách về vấn đề mà cung cấp chip điện tử cho cái trí tuệ nhân tạo tới khu vực Trung Đông, theo tường trình của nguồn tin cho biết, và nói rằng họ e ngại rằng những kỹ thuật và chip điện tử này sẽ lọt vào tay của Trung Quốc, và hiện vẫn chưa rõ là họ duyệt xét cái việc cấp môn bài này bao lâu. Tuy nhiên thì có áp lực từ phía của Trung Đông muốn rằng phía Hoa Kỳ phải nhanh chóng giải quyết cái việc mà cấp môn bài để họ có được những cái loại chip điện tử này nhằm phát triển AI. Các quốc gia đã bị giới hạn và đã bị ngưng lại, bao gồm cả Vương quốc Ả Rập Thống Nhất và Saudi Arabia, hiện nay đang tìm cách mua rất nhiều những loại chip điện tử của Hoa Kỳ cho lĩnh vực AI. Và đặc biệt thì hai công ty được xem là có được cái nguồn chip điện tử này là AMD và Nvidia, là hai công ty được xem là đang sản xuất các cái loại chip điện tử dành cho việc xây dựng cái hạ tầng cơ sở và cấu trúc của trí tuệ nhân tạo. Trong tháng 10 thì Bộ Thương mại Hoa Kỳ cho biết rằng là họ sẽ duyệt xét và sẽ đánh giá rất cẩn thận về việc xuất cảng chip điện tử, trong đó Hoa Kỳ đã nhấn mạnh việc mà sẽ không cho phép chip điện tử này lọt qua phía của Trung Quốc, và Trung Quốc sẽ sử dụng để có thể vun đắp cho cái hệ thống quân sự của họ. Và việc mà giới hạn này sẽ áp dụng với các quốc gia gồm có Vương quốc Ả Rập Thống Nhất, Saudi Arabia và Qatar. Theo nguồn tin cho biết, đây là một trong những cái giới hạn mới nhất của Hoa Kỳ đã đưa ra. Cùng một lượt thì một nhân viên của công ty SK Hynix của Nam Hàn đã bị truy tố tội đánh cắp kỹ thuật cung cấp cho công ty Huawei, và một công dân của Trung Quốc cũng đã bị bắt giữ ngay tại phi trường. Các công tố viên tại Nam Hàn đã truy tố một công dân Trung Quốc người làm việc cho trong vai trò là phân tích gia của công ty SK Hynix, được xem là một công ty về sản xuất về semiconductor của Nam Hàn, đã bị bắt giữ sau khi cáo buộc ông này đánh cắp tất cả những kỹ thuật của về semiconductor và đã đưa những kỹ thuật này cho công ty sản xuất của Trung Quốc là công ty sản xuất chip điện tử Huawei. Và ngoài ra thì họ xác nhận người phụ nữ đã bị bắt giữ ở tại phi trường của Nam Hàn vào tháng 4 năm 2024. Theo tường trình của một tờ báo địa phương cho biết, đã bị truy tố tội vi phạm vào cái luật gọi là đối phó với lại việc đánh cắp các kỹ thuật trong lĩnh vực kỹ thuật của Nam Hàn. Và việc và để áp dụng cái điều này thì những cái luật trừng phạt rất là nặng nề. Và theo tường trình của các công tố viên cho biết thì người phụ nữ này đã bắt đầu làm việc cho công ty SK Hynix từ năm 2013. Rồi sau đó là năm 2020, 2022, và bà ta là một trong những lãnh đạo của một công ty của do nhà nước Cộng sản Trung Quốc hỗ trợ, và vai trò của bà này là một phân tích gia ở trong cái việc mà những cái phân tích những cái thất bại về việc phát triển các kỹ thuật của chip điện tử. Đây được xem là một trong những hành động mới nhất của Nam Hàn nhằm ngăn chặn tình trạng mà Trung Quốc tiếp tục sử dụng gián điệp và những kẻ làm việc ở trong các công ty điện tử để mà cung cấp cái thông tin về semiconductor cho họ. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Á Châu ngày hôm nay.
Và cũng liên quan tới Á Châu ngày hôm nay, Manila và Bắc Kinh đang thành lập những cái kênh đối thoại ngầm để giải quyết tất cả những tranh chấp trên mặt biển. Một số những kênh đối thoại ngầm đang diễn ra giữa Manila và Bắc Kinh để giải quyết việc tranh chấp lãnh thổ trên Biển Đông. Giữa lúc mà ông tổng thống của quốc gia này, tức là của Philippines, là ông Ferdinand Marcos Jr. cho biết là ông sẽ trở thành một nhân vật cả phát biểu chính trong cái hội nghị quốc phòng diễn ra tại Singapore. Quý vị có thể là cố gắng tất cả và quý vị không biết được những nỗ lực này sẽ thành công tới đâu. Ông đã phát biểu ở tại Brunei sau khi mà trên đường ông tới Singapore để tham gia vào cái hội nghị quốc phòng là Shangri-La Dialogue, và trong đó Philippines sẽ là một cái vai trò của một quốc gia phát biểu chính. Tại Singapore thì ông Marcos và Bộ trưởng Quốc phòng của Philippines sẽ có mặt và sẽ gặp gỡ với lại phía giới quốc phòng của Trung Quốc. Và trong đó, cái quốc gia này đã đưa ra cái quy tắc mới ngăn cấm tất cả những tàu bè di chuyển trên khu vực ở Biển Đông. Và trước đó, họ đã sử dụng những cái vòi rồng để bắn vào các chiếc tàu của Philippines trong cuộc đối đầu dài. Và trong cái điểm mà tiếp xúc này mà tôi thành lập, tôi sử dụng và ở mọi mức độ khác nhau để tìm cách giải quyết tất cả vấn đề này. Ông Marcos Jr. đã đưa ra lời phát biểu như trên. Hiện nay thì gần như Philippines và Trung Quốc đang có cuộc đối đầu căng thẳng trên bãi cảng Scarborough và bãi cảng Second Thomas Shoal, nơi mà Philippines đã dùng một chiếc tàu từ bị đắm từ thời đệ nhị thế chiến của Hoa Kỳ có tên là BRP Sierra Madre để mà làm cái lực lượng trú đóng của họ ở khu vực Second Thomas Shoal và trong khu vực được xem là tranh chấp trên quần đảo Trường Sa. Đây được xem là một trong những cái kênh đối thoại mới mà Philippines lập ra để có thể giải quyết cái cơn xung đột của Trung Quốc và của Philippines ngay trên quần đảo Trường Sa. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Á Châu ngày hôm nay. Và cũng liên quan tới Á Châu ngày hôm nay, Hoa Kỳ áp dụng lệnh giới hạn visa với một số viên chức của Hồng Kông và Trung Quốc theo tường trình của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ đưa ra. Bản tin từ Washington cho biết, thì Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ đã bắt áp dụng một số những cái vấn đề gọi là giới hạn chiếu kháng cho một số nhà viên chức làm việc cho chính quyền Cộng sản Trung Quốc và Hồng Kông trong việc mà họ đã sử dụng đạo luật an ninh quốc gia để mà kết tội đối với những nhà hoạt động dân chủ tại Hồng Kông, theo tường trình của Bộ Ngoại giao đưa ra. Và trong đó, 14 người hoạt động dân chủ của Hồng Kông đã bị phán là có tội. Hai người khác được tha bổng trong một cái phiên tòa diễn ra vào ngày thứ Năm. Trong đó buộc tội những người này đã vi phạm đạo luật an ninh quốc gia. Và Hoa Kỳ nói rằng họ rất lo ngại về việc mà kết tội đối với những người này dựa trên đạo luật an ninh quốc gia. Trong đó gần như là có sự đàn áp với những nhà chính trị đối lập. Đây được xem là một trong những cái thông báo của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ đưa ra ngay sau khi mà ông Trump lại bị chính quyền của Joe Biden và Bộ Tư pháp tại New York kết tội danh 34 tội, trong lúc mà Bộ Ngoại giao vẫn lên án chính quyền của Hồng Kông là đã kết tội 14 người. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Á Châu ngày hôm nay. Và cũng liên quan tới Á Châu ngày hôm nay, chính quyền Bắc Kinh đã cho phục hồi tất cả mức thuế đánh lên trên 134 mặt hàng từ Đài Loan. Bản tin từ Đài Bắc cho biết thì Bắc Kinh đã đơn phương áp dụng phục hồi cái mức thuế đánh vào 134 mặt hàng của Đài Loan dưới một cái thỏa thuận gọi là Economic Cooperation Framework Agreement mà trong đó đã bị chỉ trích bởi phía Đài Loan vào ngày thứ Sáu 31 Tây. Chính quyền Cộng sản Trung Quốc lên tiếng và nói rằng Đài Loan đã vi phạm vào cái thỏa ước này gọi là ECFA, trong đó ban lệnh cấm nhập cảng một số những cái sản phẩm của Trung Quốc và Bộ Tài chánh của Trung Quốc đã cho phục hồi mức thuế đánh vào 134 mặt hàng của Đài Loan sẽ có hiệu lực vào ngày 15 Tây tháng 6, theo một thông cáo báo chí phía Trung Quốc đưa ra. Và hành động trả đũa này là của Trung Quốc nhắm vào Đài Loan ngay sau khi mà ông Lai Chiên Tê vừa tuyên thệ nhận chức của Tổng thống của Đài Loan vào ngày 20 Tây tháng 5 vừa qua. Và điều này cho thấy Bắc Kinh đã bắt đầu tăng cường rất nhiều những cái áp lực nhắm vào đảo quốc Đài Loan, bao gồm luôn cả vấn đề kinh tế, vấn đề quân sự và kể cả vấn đề chính trị ngoại giao trên chính trường quốc tế. Trước đó thì Tổ chức Y tế Thế giới đã từ chối không mời Đài Loan vào vai trò quan sát viên sau khi có sự phản đối quyết liệt của Cộng sản Trung Quốc. Đây được xem là một trong những cái chi tiết mới nhất liên quan tới tình hình của Á Châu Thái Bình Dương ngày hôm nay. Và đó cũng là bản tin sau cùng trong phần tin thời sự buổi sáng ngày hôm nay. Cảm ơn tất cả khán thính giả rất là nhiều cho bản tin này. Và bây giờ, như thường lệ, thì chúng ta vẫn bước qua cái phần đọc comment và thảo luận. Trước khi bước qua đọc comment và thảo luận thì cho phép Phong được đưa cái thông báo của công ty Teletron về một cái đại nhạc hội đánh dấu kỷ niệm thành lập hệ thống Teletron ở tại Orlando vào ngày 15 và ngày 16 Tây tháng 6 sắp tới đây ở tại Orlando và nằm cạnh chợ Đông Phương đối diện bên cạnh của bánh mì Cali. Và mọi chi tiết quý vị có thể liên lạc với công ty Teletron là 407 500
8999 407 500 8999, và nó sẽ diễn ra cái đại nhạc hội này tại thành phố Orlando ở tại Florida. Quý vị nào ở khu vực lân cận có thể về tham dự. Mọi chi tiết quý vị có thể liên lạc với công ty Teletron một lần nữa là 407-500-8999, 407-500-8999 để biết thêm chi tiết, hoặc vào trang web của công ty Teletron là teletronusa.com, teletronusa.com. Và bây giờ, như thường lệ, chúng ta bước qua phần đọc comment và thảo luận. Tôi biết ngày hôm nay quý vị sẽ tập trung rất nhiều vào cái thời sự của ông Trump, ok? Vậy là năm nay cựu Tổng thống Trump sẽ tranh cử Tổng thống ở trong nhà tù. Và giống như tôi đã nói, những chuyện chưa từng xảy ra sẽ xảy ra và đang xảy ra và tiếp tục xảy ra. Tôi đã từng nói với quý vị ở trong những cái chương trình trước của tôi là năm nay sẽ có những cái chưa bao giờ xảy ra. Lần đầu tiên sẽ có một ứng cử viên tranh cử từ trong nhà tù. Và chắc chắn rằng là ông Trump kỳ này, quý vị, ngày 13 tây họ sẽ đưa ra bản án. Tức là bản định tội thì có rồi, tức là guilty rồi. Bây giờ bản án 34 tội danh này, mỗi một tội tối đa là 4 năm tù. Thì quý vị cứ nhân lên đi, từ 34 tội nhân lên cho số 4 đi, thì quý vị sẽ ra được số là bao nhiêu năm tù. Quý vị, đây là cái cách của Đảng Dân Chủ đó. Tuy nhiên tôi đã nói quý vị là lần đầu tiên thế giới sẽ chứng kiến được một ứng cử viên tổng thống phải tranh cử từ trong nhà tù nha. Rồi tiếp tục. Wow, lướt qua một số cái đọc rồi nha, ok. Tòa mà xử tầm bậy như vậy liên quan tới ông Trump không lẽ không bị gì sao? Thì bây giờ trên quy tắc tôi đã giải thích ở trong cái chương trình Hilton Nhật ký phần 1, phần 2 và phần thảo luận. Hilton Nhật ký phần 1 thì tôi nói về phản ứng của Đảng Cộng Hòa. Hilton Nhật ký phần 2 tôi nói về việc Đảng Dân Chủ sẽ khai thác cái việc định tội này như thế nào và phản ứng của những quốc gia được mệnh danh là đồng minh của Hoa Kỳ. Và trong cái chương trình thảo luận đặc biệt ngày nay tôi có giải thích vấn đề pháp lý. Ông Trump sẽ nộp đơn kháng cáo. Thì cái đơn kháng cáo này của ông có thể sẽ được giải quyết sớm theo cái hình thức fast track nếu có áp lực từ công chúng và từ quốc hội. Nhưng nếu không có áp lực này thì lạng quạng ba quan tòa của tòa kháng án sẽ đợi đến năm sau mới duyệt. Đợi tới năm sau mới duyệt cái đơn kháng án thì ông Trump vẫn phải tiếp tục ngồi trong nhà tù qua khỏi cuộc bầu cử tháng 11. Và tôi có giải thích là ông Trump có quyền tự ký ân xá cho mình hay không. Thì tôi có giải thích trong cái phần thảo luận ngày hôm nay luôn. Thì quý vị vào cái phần thảo luận ngày hôm nay, một lát nữa sẽ lên. Thì tôi có giải thích đầy đủ ba yếu tố. Thứ nhất, phản ứng của Đảng Cộng Hòa. Thứ hai, Đảng Dân Chủ sẽ khai thác theo chiều hướng nào. Thứ ba, là cái yếu tố pháp lý này, cái đơn kháng án và tối cao pháp viện của tiểu bang, chứ không phải của liên bang. Và ông Trump có quyền ký ân xá thì tôi có giải thích đầy đủ trong tất cả các chương trình ngày hôm nay của tôi nha. Rồi tiếp tục. Một tổng thống từ con rồi cha tham nhũng cả gia đình thì không bị truy tố. Một cựu tổng thống là ứng cử viên tổng thống được người dân yêu thích lại bị truy tố. Luật pháp cái gì? Thì tôi nói quý vị, đây là một trong những cái mà Đảng Cộng Hòa lên tiếng. Họ nói rằng thứ nhất là đây là cái hành động phi dân chủ. Chữ phi dân chủ này là do ông Robert Kennedy Jr. ứng cử viên đầu bọc nói đó. Và thứ hai thì người ta gọi đây là một cái Republic of Banana, tức là một cái Cộng Hòa củ chuối. Thứ ba, họ gọi đây là phiên tòa kangaroo, là một cái thứ tòa gọi là sắp xếp trước, y chang Cộng sản đó. Họ sắp xếp về định án trước, từ bộ thẩm đoàn cho tới công tố viên và quan tòa. Thì đây là cái hành động mà chúng ta thấy rõ ràng họ đang chà đạp lên cái nền pháp lý của Hoa Kỳ, chứ không phải là họ giữ pháp lý. Họ đang chà đạp lên cái nền tư pháp Hoa Kỳ. Sau phiên tòa này không còn ai tin tưởng vào ngành tư pháp nữa. Tại vì họ không tin tưởng vào cái hệ thống tư pháp kiểu này. Họ không tin tưởng. Thì quý vị, tôi có giải thích ở trong cái chương trình gọi là pháp lý và Đảng Cộng Hòa sẽ làm gì đó. Thì họ sẽ làm. Quý vị còn nhớ khi mà đặt ra cái quy tắc mà bắt đầu phiên xử không? Thì chính tên quan tòa Huan Merchant này đã định ra quy tắc. Không cho phép hỏi tới vấn đề gọi là ghi danh bầu cử của các bồi thẩm đoàn. Và chính điều này họ mới chọn lọc bồi thẩm đoàn theo ý họ được. Luật sư của ông Trump không làm gì được hết. Tại vì quy tắc do quan tòa đặt ra. Nhưng sau chuyện này thì Quốc hội Hoa Kỳ, tức là Ủy ban Tư pháp, ông Jim Jordan sẽ tống trác hầu cho cả tên quan tòa này, cả tên công tố viên và 12 bồi thẩm đoàn. Thì khi mà họ tống trác cho 12 bồi thẩm đoàn, họ đâu có bị giới hạn.
họ sẽ hỏi những từng bộ thẩm đoàn một, anh ghi danh đảng nào, năm 2020 anh bầu cho ai hay chị bầu cho ai, thì chúng ta sẽ thấy rõ một cái bức tranh của bộ thẩm đoàn nha. Mặc dù rằng quốc hội bị giới hạn, họ chỉ có thể điều tra phanh phui tất cả sự thật ra và cuối cùng họ kết luận, họ đưa qua bộ tư pháp, họ chỉ có cái nhiệm vụ tới đó thôi, họ không có nhiệm vụ xét xử. Thì quý vị, họ sẽ chuyển qua cho bộ tư pháp nếu có dấu hiệu gọi là lạm dụng hay là kết luận là có hành động lạm dụng, thì quý vị họ sẽ đưa qua bộ tư pháp. Còn nếu mà cái bằng chứng không đủ để đưa qua bộ tư pháp thì ít nhất người ta cho thấy được cái phiên tòa này nó như thế nào. Khi mà tất cả 12 bộ thẩm đoàn đều là đảng Dân Chủ và đều là những người bỏ phiếu cho Joe Biden năm 2020. Trong đó thì quan tòa không được phép hỏi mà. Quan tòa đã ra lệnh bên công tố viên và bên luật sư của ông Trump không được phép hỏi những câu này trong lúc chọn bộ thẩm đoàn. Do đó tôi có giải thích cho quý vị rất rõ ràng nha. Nhận định trước đây của anh Phong chính xác. Cựu Tổng thống Trump có đi tù không anh? À, ảnh hưởng đến công việc Rolly hay không? Rolly có thể ảnh hưởng nhưng mà không ảnh hưởng tới việc tranh cử, mà ngược lại có thể làm cho ông tăng điểm hơn. Ok, thứ nhất là cái ngày kết án tù sẽ là ngày 13 tháng 7, tức là chỉ có 2 ngày trước khi có cái đại hội đảng Cộng Hòa, tức là ông Trump sẽ bị tống vào tù trước khi mà ông xuất hiện trong cái đại hội đảng Cộng Hòa. Đại hội đảng Cộng Hòa là ngày 15 tháng 7 cho tới ngày 18 tây. Thì trên quy tắc, ngày cuối cùng của đại hội là họ sẽ chính thức đề cử cái người ra tranh cử tổng thống, tức là ông Trump. Nhưng bây giờ ngày kết án tù là ngày 13 tây. Có nghĩa là sau khi bản kết án đưa ra xong là hai tay ông Trump phải đưa vào còng, đi thẳng vào tù luôn. Tức là họ chơi kiểu này là chúng ta thấy rồi. Ok. Tuy nhiên cái hành động này của họ sẽ khiến cho khối phiếu của ông Trump tăng lên. Tức là khối phiếu độc lập sẽ dồn phiếu cho ông Trump. Khối phiếu trước đó thì người ta đã nói không có thay đổi nhiều trong lá phiếu của đảng Cộng Hòa. Trong việc mà ông Trump bị kết tội thì có thay đổi nhiều hay không? Câu trả lời là không. Và bây giờ ông sẽ tăng cái khối phiếu độc lập lên. Và do đó tôi nói với quý vị, đây là một cái phiên tòa mà tôi nói là trò hề, mà ông Mike Johnson đã nói, đây là trò hề chính trị. Trò hề chính trị và trò hề công lý. Travesty, tức là trò hề công lý. Thì tôi nói quý vị, gần như toàn bộ đảng Cộng Hòa ngày hôm nay đã phản ứng hết rồi. Đảng Dân Chủ thì chúc mừng cụng ly. Đảng Cộng Hòa thì phản ứng rất mạnh mẽ. Thì quý vị, tôi đã đưa ra những cái dự đoán của tôi về đảng Dân Chủ sẽ khai thác cái vụ án này như thế nào. Đầu tiên hết, họ sẽ thay đổi ngôn ngữ. Trong đó, họ sẽ không gọi ông Trump là cựu tổng thống nữa. Họ sẽ gọi hay là ứng cử viên tổng thống của đảng Cộng Hòa nữa. Họ sẽ gọi ông Trump là criminal, là felony, là kẻ bị mang trọng tội, là kẻ phạm tội hình sự. Tất cả họ sẽ thay đổi ngôn ngữ. Từ MSNBC, Washington Post, New York Times cho tới CNN. Tất cả và những thành viên của đảng Dân Chủ sẽ đổi ngôn ngữ. Họ sẽ không gọi ông này là cựu tổng thống Hoa Kỳ nữa. Mà họ sẽ đổi ngôn ngữ này. Đây là cách đầu tiên họ làm. Thì tôi có phân tích trong cái Hilton nhật ký ngày hôm nay cho quý vị nha. Rồi tiếp tục. Nếu Netanyahu tấn công Iran từ sau sự kiện 13 tháng 5 bị Iran tấn công hơn 300 cái tròn hỏa tiễn thì sẽ không có sự kiện trực thăng rớt của Raisi. Cái này là quý vị tự tiên đoán. Có điều là cái cuộc chiến của Do Thái và của Hamas đang diễn ra. Hiện nay vấn đề của Iran và Do Thái tạm lắng xuống rồi. Chúng ta chưa biết nó sẽ bùng nổ khúc nào. Nhất là cái việc mà liên quan tới bầu cử Hoa Kỳ, định tội ông Trump này, nó sẽ ảnh hưởng tới các cái chính trường quốc tế. Và nó sẽ ảnh hưởng tới các cuộc chiến trên thế giới luôn. Nó sẽ ảnh hưởng luôn. Thì tôi nói quý vị, lần này nó là một cái quả bom chấn động. Nó là cái quả bom chấn động. Bây giờ thì mới có những người ủng hộ cho ông Trump lên tiếng từ bên ngoài thôi. Từ đảng bảo thủ của Anh, cho tới phía của Hungary, cho tới phía của nước Ý. Phó Thủ tướng Ý đã lên tiếng và gọi đây là một cái sự lạm dụng về nền pháp trị đó. Và nó xảy ra tương tự như ở nước Ý trước đây. Họ chính trị hóa trong cái hệ thống pháp lý này. Thì đây là Phó Thủ tướng của Ý đã lên tiếng như vậy. Rồi ông Viktor Orbán thì là đồng minh của ông Trump thì ông lên tiếng là đương nhiên rồi.
Tuy nhiên, tôi đang chờ đợi. Nhật thì lên tiếng, họ nói rằng họ không muốn lên tiếng ở trong cái vấn đề gọi là nền pháp trị của một quốc gia khác. Và họ sẽ quan sát cẩn thận cuộc bầu cử này. Tôi đang chờ xem coi Pháp, Đức và Tây Ban Nha sẽ nói cái gì. Và tôi đang chờ xem bản báo cáo nhân quyền của Amnesty International, tổ chức ân xá quốc tế, Human Rights Watch, tức là tổ chức nhân quyền quốc tế, và Defender, một tổ chức nhân quyền ở tại Tây Ban Nha. Họ sẽ nói cái gì với bản án này và so sánh với cái vụ của Navalny, tức là bị chết trong nhà tù bởi Putin đó. Họ sẽ nói cái gì và họ sẽ nói cái gì khi mà Âu Châu ban lệnh cấm vận đối với lại ông Nicolas Maduro, là một ông tổng thống đang tái tranh cử vào tháng 7 sắp tới đây ở tại Venezuela, khi mà ông ta sử dụng cũng luật y chang giống như Joe Biden để trấn áp đối thủ của mình. Thì tôi đang chờ xem coi những nơi này sẽ phản ứng như thế nào hay là giữ im lặng. Thì quý vị, chúng ta lột được cái mặt nạ đạo đức giả của họ ra. Lần này chúng ta lột được cái mặt nạ đạo đức giả của họ ra. Ít nhất cái phiên tòa này cho thấy người dân trên thế giới sẽ nhìn thấy được. Và từ nay về sau, Hoa Kỳ sẽ không còn chỉ trích được bất kỳ một quốc gia nào nữa. Chỉ trích tới Putin. Putin nói, ê, đừng chỉ trích tao. Coi mày kìa. Coi Donald Trump đi. Chỉ trích Tập Cận Bình. Tập Cận Bình nói, ê, coi Donald Trump đi. Thì quý vị, coi như là đó, ngày hôm nay quý vị thấy Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ ban lệnh cấm vận với tòa án Hồng Kông là bởi vì đã tòa án này kết án 14 người. 14 người này bị kết tội gì quý vị? 14 người này bị kết tội âm mưu lật đổ chế độ. Tại sao gọi là âm mưu lật đổ chế độ? Tại vì năm 2019, lúc mà có cuộc biểu tình tại Hồng Kông, bà lúc đó lửa bầu biểu tình Hồng Kông rất là lớn, thì bà Carrie Lam Trịnh Nguyệt Nga sợ thua. Bà là hành chánh trưởng quan, bà sợ đảng bà đảng cầm quyền của bà ta bị thua, mặc dù vị trí của bà là Trung Quốc bổ nhiệm, nhưng mà hội đồng lập pháp thì do dân bầu, bà không cho tổ chức cuộc biểu tình ở cuộc bà bầu cử, bà không cho tổ chức cuộc bầu cử năm 2020, bà lấy lý do đại dịch bà trì hoãn lại. Cho nên những người này họ tức, tại vì lúc đó là cái lửa lên, người dân ủng hộ cho đảng đối lập rất là nhiều, thì họ đứng ra họ tổ chức một cái cuộc bầu cử với khoảng có lúc đó có khoảng 600 mấy ngàn dân Hồng Kông đi bỏ phiếu. Thì bây giờ Bắc Kinh áp dụng đạo luật an ninh quốc gia và buộc tội những người này là âm mưu lật đổ chế độ. Thì quý vị, bây giờ Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ cấm vận một số viên chức của Trung Quốc và của Hồng Kông. Vậy thì cái việc mà kết án tù với ông Trump ra sao đây? Quý vị cứ đối chiếu so sánh, tôi không nói nhiều. Rồi bây giờ quý vị, họ trừng phạt Belarus vì tội ông Lukashenko đã không có cuộc bầu cử công bằng năm 2020. Họ áp dụng cái lệnh cấm vận và trừng phạt với Belarus, nói rằng ông này bức hại đối thủ chính trị. Vậy thì cái hành động của Joe Biden đối với ông Trump bây giờ là cái gì? Quý vị, cái việc so sánh đối chiếu, tôi không có nhu cầu thuyết phục quý vị tin tôi, nhưng quý vị cứ nhìn những cái biến cố xảy ra thì vụ án này là vụ án gì? Và nó vốn là một vụ án dân sự, nó không có cái gì liên quan tới hình sự hết mà vẫn được phù phép thành hình sự rồi kết án 34 tội luôn. Mà cái điều vui nhất là gì quý vị? Tôi chứng kiến được tôi mới tức cười. Thường thường một cái vụ án mà xảy ra đó thì trong 12 bồi thẩm đoàn ít nhất cũng phải có một hai người họ đặt câu hỏi, họ nghi ngờ để có sự tranh luận. 34 tội danh mà chỉ giải quyết trong vòng có 9 tiếng rưỡi. Thì đó là điều thứ nhất. 34 tội danh. Thì quý vị chia 34 tội này ra cho 9 tiếng rưỡi đi. Mỗi tội được tranh đo được cãi được bao nhiêu phút. Và không có một bồi thẩm đoàn nào bỏ phiếu gọi là chống lại hết. Lạ không? Trong khi tất cả những vụ án khác bình thường ít nhất có một hai bồi thẩm đoàn chống. Và vụ án nó kéo dài. Mistrial. Tại vì chỉ theo luật một bồi thẩm đoàn mà chống thôi thì sẽ bị mistrial, tức là coi như vụ án này phải dẹp qua một bên, phải làm lại từ đầu. Bây giờ 12 bồi thẩm đoàn không có một phiếu chống nào hết. Quý vị có thấy lạ không? Và hai nhân chứng đều bà phạm tội khai man hết mà vẫn được giữ nguyên lời. Trên cái luật của tòa án và công tố viên và trên tòa án thông thường,
những người nào bị phạm tội khai man thì lời khai không có chứng, không có giá trị. Thì quý vị, chúng ta nhìn thấy hết. Và đây là cái công cụ bức hại về pháp lý. Thì tôi có giải thích trong cái Hilton nhật ký phần 1, phần 2 và phần thảo luận ngày hôm nay nha. Rồi tiếp tục là lướt qua một số cái nè. Nền tư pháp độc lập trong thể chế tam quyền phân lập kiểu mẫu nhất thế giới. Thật sự, quý vị, họ xử ông Trump là theo luật của New York, không phải luật của liên bang. Cho nên nhiều người bên ngoài cứ ngồi hiểu lầm. Đây là luật của New York. Luật của New York khác, luật của Texas khác. Nếu vụ án này xảy ra ở Florida và ở Texas thì bản án sẽ khác rồi. Nhưng nó xảy ra tại New York. Và New York là nơi chưa bao giờ ông Trump thắng cả. Từ cái vụ án của bà Calhoun cho tới cái vụ án mà Trump Organizations, bây giờ tới vụ án của Alvin Bragg này, Quý vị, New York họ hành quyết, họ xử án theo kiểu của họ. Và quý vị sẽ đứng tưởng tượng xem, một tên đánh cảnh sát được trả tự do ngày hôm sau, còn một người không biết tội gì hết bị kết án lên cả trăm mấy năm tù. Thì quý vị sẽ thấy cái hệ thống pháp lý của New York nó như thế nào. Những tên đánh cảnh sát được trả tự do ra, không một tên nào bị truy tố cả. Trong khi tội của ông Trump bây giờ là tội gì không rõ ràng, thì cộng lại hết trăm mấy năm tù. Cái này á, quý vị, tôi gọi là ông Jim Jordan, ông nói rằng là cái này đó là kangaroo court, tức là tòa án kangaroo. Còn ông Cassidy á, Cassidy đó quý vị, là một trong những người đã bỏ phiếu đàn hạch ông Trump năm 2021 liên quan tới cái biến cố ngày 6 tháng 1. Ông bên đó là người đó là của Cộng hòa đó. Nói rằng là cái gì quý vị? Ông nói cái phiên tòa này là gì? Ông nói đây là một cái Republic of Banana, tức là một cái Cộng hòa củ chuối. Ngay cả hai người bỏ phiếu mà đàn hạch ông Trump trong năm 2021, người thứ nhất là Cassidy, người thứ hai là Susan Collins. Susan Collins là người chống ông Trump ở trong đảng Cộng hòa, là người bỏ phiếu đàn hạch ông Trump hai lần. Mà chính bà này ngày hôm qua lên tiếng nói đây là một cái vụ án đầy màu sắc chính trị, động cơ chính trị để triệt hạ Donald Trump. Rồi quý vị, Robert Kennedy Jr., đối thủ của ông Trump đang tranh cử chức tổng thống đó, ông nói cái này là phi dân chủ. Tôi muốn đánh bại Donald Trump, tôi muốn đánh bại trên thùng phiếu, nhưng mà đảng dân chủ chỉ muốn đánh bại Donald Trump ở trong tòa án thôi, chứ không phải thùng phiếu. Thì quý vị, tất cả phản ứng chúng ta đã nhìn thấy. Vấn đề còn lại, tôi đang quan tâm trong ngày hôm nay, cộng đồng quốc tế ngoại trừ những người mà tôi đã đọc tên lúc nãy ra, thì tôi muốn coi Olaf Scholz, Emmanuel Macron, rồi Tổng thống của Tây Ban Nha, rồi Thủ tướng của Canada sẽ phản ứng như thế nào, sẽ có những lời và lên tiếng như thế nào về cái phiên tòa này nha. Rồi tiếp tục. Ok, ngày hôm qua coi như là toàn bộ trang web quyên tiền của ông Trump sập luôn. Trang gọi là WinRed. WinRed là một cái trang hỗ trợ cho ông Trump đó. Mà tôi nhớ năm 2020 đó, là riêng cộng đồng người Việt mà quyên tiền cho cái trang WinRed này không đó, là 1,2 triệu đó. Chỉ trong vòng có mấy ngày khi mà bắt đầu xảy ra cái vụ kiện tụng bầu cử đó, thì trang WinRed ngày hôm qua là sập luôn. Người ta tràn vô, người ta cho tiền đến mức sập trang luôn. Người ta tràn vô cho tiền ông Trump đó. Thì quý vị đã nhìn thấy rồi nha. Rồi tiếp tục. Ông Trump có được bảo vệ an toàn nếu như ông đang ngồi trong tù không? Trên quy tắc thì ông được bảo vệ bởi cơ quan mật vụ. Nhưng mà giống như tôi nói, cơ quan mật vụ có quyền hành để bảo vệ ông Trump, nhưng họ vẫn phải tuân thủ tất cả những quy tắc nhà tù của New York, đặc biệt là tiểu bang New York. Và những quy tắc nhà tù đó lại được định ra bởi những cai tù, và được định ra bởi ông thị trưởng của thành phố New York. Thì tôi không biết họ sẽ làm khó như thế nào đối với lại những người mật vụ bảo vệ ông Trump. Và tất cả những gì ông Trump làm ở trong tù đều phải tuân thủ cái quy tắc của nhà tù. Ví dụ,
bây giờ một cuộc rally diễn ra ở Pennsylvania, ông Trump đâu có đi ra được, thì phải cho phép ổng được rally qua màn hình. Bây giờ cai tù nó no, tôi cho anh được, tôi cho 1.000 tên tù nhân khác nó livestream được, anh không khác gì các tù nhân khác hết. Quý vị, luật trong tay của nó, nhà tù trong tay của nó, tại vì đây là luật của tiểu bang mà, và nằm trong tay của ông thị trưởng của thành phố New York Eric Adams, và nằm trong tay của bà thống đốc tiểu bang New York là bà Honshu. Họ có quyền, luật trong tay của họ, quyền hành trong tay của họ, chúng ta làm được cái gì? Và ông Trump bị kết tội tiểu bang, thì bây giờ nó ra luật của nhà tù là ông cũng không giống, ông cũng không khác gì các tù nhân khác hết. Ok, ông là cựu tổng thống, ông được bảo vệ bởi cơ quan mật vụ, nhưng mà cơ quan mật vụ vẫn phải làm việc với chúng tôi, có những chuyện chúng tôi không cho phép họ làm, tại vì đây là nhà tù của chúng tôi chứ không phải nhà tù của liên bang. Quý vị, còn nhiều chuyện sẽ xảy ra nữa trong thời gian tới, nhưng mà từ đây tới ngày 13 tháng 7 thì ít nhất ông Trump còn ở ngoài. Sau ngày 13 tháng 7 mới biết được. Còn bây giờ từ đây tới ngày 13 tháng 7 thì ít nhất ông Trump vẫn còn vận động được ở ngoài. Nhưng mà sau ngày 13 tháng 7 thì chúng ta không biết được. Tại vì từ thị trưởng thành phố New York cho tới thống đốc tiểu bang New York, rồi hạ viện, nghị viện của tiểu bang New York đều là đảng Dân Chủ hết. Họ có thể làm tất cả mọi thứ. Thậm chí là họ nói, ô, chúng ta sẽ ra luật là những kẻ bị kết tội sẽ không được tranh cử ở tiểu bang này. Họ có thể làm luôn chuyện đó luôn nữa. Mặc dù rằng cái chuyện đó sẽ bị vi hiến, cuối cùng lên tới tối cao pháp viện liên bang thì sẽ bỏ. Nhưng để bỏ được thì cuối cùng cái team tranh cử của ông Trump và đảng Cộng hòa sẽ ói một mớ tiền cho pháp lý nữa. Tức là họ sử dụng cái này trên nhiều tiểu bang khác nhau để mà đánh cho bên đảng Cộng hòa và ông Trump khô máu vì pháp lý. Không phải chỉ New York đâu, Cali, Colorado, Illinois, những hay là Washington State, Oregon, những tiểu bang này sẽ nhân danh là ô, ông Trump bị kết tội, luật bầu cử tiểu bang chúng tôi có quyền ra quy định, luật tiểu bang của chúng tôi, mặc dù họ biết luật tiểu bang này vi hiến sẽ bị bãi bỏ bởi tối cao pháp viện của liên bang, nhưng mà họ vẫn ra, họ vẫn ký thành luật thông qua hạ viện, thượng viện, xong rồi thống đốc ký thành luật luôn. Rồi cái bên đảng Cộng hòa, bên ông Trump lại phải nộp đơn kiện lên tối cao pháp viện. Thì chờ tới khi tối cao pháp viện giải quyết xong đó, thì coi như là tốn một đống tiền pháp lý rồi. Đây là cách họ làm. Họ sẽ sử dụng tất cả những cái trò này và tất cả cái vụ án này để bắt đầu họ khai thác tối đa. Và kể cả việc kích động xã hội luôn. Thì tôi có phân tích cho quý vị thấy Hiếu Tin Nhật Ký phần 1 và phần 2 đó. Nha. Rồi tiếp tục. Tại sao gọi là Trung Đông? Có phải Trung Á và Đông Phi không anh Phong? Không phải. Trung Đông là tại vì nó gọi là Middle East, nằm ở giữa. Cái chữ nó làm mình dịch Trung Đông là tại vì nó gọi là Middle East. Đơn giản vậy thôi. Còn Trung Á nó nằm ngay trung tâm của Á Châu, nó gọi là Central Asia, tức là Trung Á. Còn cái kia nó gọi là Middle East, là Trung Đông. Tiếng Anh mình dịch vậy thôi nha. Rồi tiếp tục. Vậy Hoa Kỳ phải tu chính lại hiến pháp giữa liên bang và tiểu bang vì phiên tòa kết án cựu Trump giống như phiên tòa các nước khác mà các bạn từng lên án. Vấn đề ở chỗ, tôi đã nói với quý vị là cái tinh thần độc lập về quyền gọi là xử theo tù luật tiểu bang và xử theo luật liên bang, nó khác nhau. Nền tư pháp của tiểu bang nó khác với nền tư pháp của liên bang. Chúng ta không sửa được, chỉ có một số thuộc thẩm quyền của liên bang thôi. Ví dụ như di trú, thuế thì thuộc về liên bang, hay là bầu cử liên bang thì thuộc về liên bang, còn bầu cử tiểu bang thuộc về tiểu bang luôn. Quý vị, đây là cái tinh thần độc lập, không có tu chính được nha. Hạ viện có quyền truy hỏi bồi thẩm đoàn để chứng minh sự thật không? Họ có quyền, giống như tôi nói là họ sẽ cho mời bồi thẩm đoàn lên từng người một điều trần, và điều trần hữu thể, tức là có giơ tay tuyên thệ đó. Thì họ sẽ hỏi, họ sẽ hỏi về cái lai lịch trước, anh là ở Manhattan bao lâu rồi, anh có là công dân hợp pháp hay không, rồi công dân hợp pháp, rồi anh có ghi danh đi bầu hay không,
Và năm 2020 anh bầu cho ai và anh ghi danh đảng nào? Rồi khi mà anh trả lời với lại phía của quan tòa, khi mà được chọn làm bồi thẩm đoàn, thì anh nói là anh nghe từ A, B, C, D vậy, thì thật sự anh có coi những cái đài khác hay không, anh có để ý hay không? Rất nhiều những câu hỏi đó họ sẽ hỏi, và ít nhất cái câu trả lời đó sẽ trả lời cho tất cả dân chúng. Ít nhất mặt dư luận người ta biết được cái cách chọn bồi thẩm đoàn. Thì quý vị, đó là cái mà tôi nói quý vị, là Hạ viện có thể phanh phui ra, thứ nhất về mặt dư luận cho công chúng biết, và thứ hai nếu như mà họ phát hiện có ai đó khai man gian lận hay là khai man nói láo mà họ chứng minh được, họ sẽ chuyển hồ sơ qua Bộ Tư pháp khởi tố đi. Đây là lời khai man ABCD nè, khởi tố đi. Nhất là họ nói rằng họ không biết ông Trump, về cá nhân ông Trump, nếu ổng là một ứng cử viên bình thường thì người ta nói tôi biết thằng cha này là thằng cha căng chúa kiết nào, đúng. Nhưng ông Trump là tổng thống của nước Mỹ 4 năm mà họ nói họ không biết cá nhân của ông Trump, đó là lời nói láo trắng trợn mà vẫn được cho vô làm bồi thẩm đoàn. Thì quý vị, do đó tôi nói quý vị, họ sẽ làm hết tất cả, phía Hạ viện sẽ làm, và ông Jim Jordan là chủ tịch Ủy ban Tư pháp và James Comer là chủ tịch Ủy ban Giám sát và Trách nhiệm, họ sẽ mời lên trong thời gian tới nha. Rồi tiếp tục. Ok, công bố tên 12 bồi thẩm viên để cho tẩy chay. Không, họ có tên rồi, bây giờ là tạm thời dùng số, nhưng mà họ sẽ được mời lên, họ sẽ được mời lên và cái đó họ sẽ giám sát lại. Ok, rồi tiếp tục. Ông Trump bị ở tù, cả thế giới phải vô tù để gặp ông Trump nếu ông Trump đắc cử tổng thống. Đây là câu chuyện có một không hai trên thế giới. Thì tôi đã nói quý vị, những chuyện chưa bao giờ xảy ra sẽ xảy ra. Thì lúc đó quý vị, là trên quy tắc ông Trump không được tự ký ân xá cho mình với phiên tòa này, tại vì luật của New York nó không phải là luật của liên bang. Thì kẻ ký ân xá và có thẩm quyền ký ân xá là thống đốc của tiểu bang New York, chứ không phải là ông Trump tổng thống Hoa Kỳ dù ổng đắc cử. Do đó ổng sẽ điều hành guồng mái trong nhà tù. Nếu bà Hôn Chu không ký, nếu bà thống đốc của tiểu bang New York không ký ân xá, ông Trump vẫn ngồi trong nhà tù để mà nhận chức và điều hành guồng mái quốc gia. Quý vị, lúc đó sẽ còn những trận dở khóc dở cười. Và tôi biết rằng lần này ông thắng landslide. Hôm qua thì đài NPR, đài radio NPR đó, đài này là cánh tả cực tả đó quý vị, và PBS cũng là cực tả luôn đó, phối hợp với lại Marist Poll cho thấy là ông Trump cái biểu đồ đó, ông Trump thắng. Và thứ hai là Decision Desk. Decision Desk là một cái tổ chức chuyên đưa ra cái biểu đồ cho thấy là cái mức độ thắng cử là bao nhiêu phần trăm. Thì trong đó ông Trump được 58%, 282 cử tri đoàn. 282 cử tri đoàn, trong khi đó thì Joe Biden chỉ được có 256 cử tri đoàn thôi. Đây là cái con số chính thức mà phía của Decision Desk đã đưa ra đó. Thì quý vị, nhưng mà sau cái biến cố ngày hôm nay, tôi nghĩ rằng ông Trump thắng ít nhất là 300 cử tri đoàn. Lạng quạng ông flip được một số tiểu bang Blue State luôn nữa. Ít nhất là 300 cử tri đoàn. Con số đòi hỏi là 270. Và cái con số mà Decision Desk đưa ra là 282. Ông Trump thắng được 282. Nhưng mà sau cái biến cố ngày hôm nay, tôi nghĩ rằng ông Trump sẽ thắng lên nhiều hơn nha. Rồi tiếp tục. Ok, vậy Đảng Cộng Hòa tổ chức đại hội để ứng cử viên sớm hơn không anh Phong? Bây giờ tôi không biết kịp hay không, nhưng mà trên quy tắc là họ đã ấn định ngày 13, ngày 15 tây cho tới ngày 18 tây. Có thể do cái biến cố này họ sẽ thay đổi sớm hơn. Họ sẽ thay đổi sớm hơn. Và khi họ thay đổi sớm hơn, lạng vạng tên quan tòa nó cũng đổi sớm hơn luôn. Làm gì nhau? Quyền trong tay của nó mà. Bây giờ nó ấn định là ngày 13 tây tháng 7 là ngày kết án. Bây giờ thấy Đảng Cộng Hòa chuyển mục đích thì nó cũng chuyển luôn. Làm gì nhau? Tại vì tôi đã nói quý vị, ngành tư pháp trong tòa, ông quan tòa quyết định hết, không ai được cãi cả.
không ai được cãi cả, muốn gì thì kháng kháng án đi. Nhưng trong tòa này ta là chủ, trong tòa này ta là thượng đế. Bất kỳ một cái tòa án nào, ông tòa cũng là thượng đế trong phiên tòa. Còn nếu mà quý vị mà không thích, nộp đơn kháng án đi, tòa khác xử, những tòa cao hơn xử. Quy tắc của ngành tư pháp là như vậy đó nha. Rồi, cảm ơn tất cả các thính giả rất là nhiều cho buổi sáng ngày hôm nay. Phong sẽ trở lại cùng tất cả các thính giả ở khắp nơi trong những chương trình kế tiếp của TNP Channel. Xin quý vị và các bạn nhớ đón nghe và theo dõi. Mến chào tất cả các thính giả và chúng ta gặp lại sau. Bye bye.